Em ơi, nếu mà em á nghĩ tình để hay cho con anh á thì em về sống với anh đi. Bây giờ em đi theo cái người đó, ta cũng không có nhà có cửa đâu, còn hai vợ chồng mình đều ấp tay gối 15 năm rồi em. Anh về đi, mọi điều kiện người ta thứ hết rồi, em không có anh về á thì anh thấy nữa thì anh không biết tính sao với em ơi. Về quanh về đi, anh hứa với cộng đồng mạng không bao giờ mà để cho em chay chát một bọt tay gì hết, đều bỏ tất cả em về gói bao nhiêu cái em tới thiệt tình với anh cũng như đồ đó vậy thôi. Bây giờ con có anh chịu không đậu chiều kia chiều điểm anh suy nghĩ muốn không, con dẫn cái cầu cho con luôn. Em bây giờ đâu thì em về sống với con đi, kêu mẹ về con. Nghĩa ơi, em cũng nói với anh về cái tình nghĩa của anh em mình. Từ cái ngày anh vô cho em lại biết ngày 33 năm rồi. Em nghĩ anh như là anh ruột, chứ em không nghĩ gì ngoài đàn ở. Nếu mà em nghĩ ngoài đàn là anh không được gia đình chỗ em đâu, anh không được ăn cơm bên nước mà tự tiện đi vô ra đâu. Thì anh nghĩ ơi, nếu mà anh còn cái linh tính với con người thì anh hãy buông tha cho vợ con em về già nuôi con em, sau này anh em còn tình nghĩa nữa. Còn nếu mà anh cố chấp thì em nói với anh cố chấp nhà em ra nhà anh có 3-4 cây số à, thì anh em mình sau này gặp là nó hơi có khác anh Nghĩa ơi. Đó em nói là câu chuyện thật. Còn bây giờ em tán cộng đồng mạng đây thì em nói với anh dù không dắt về anh chỉ em tới đó nước cũng được nữa, chứ ai cũng không cần anh dắt về tới nhà là gì chỉ cho em hay là chỉ cho anh em tới đó cho vợ em về nhà đúng. Con em bệnh gần chết rồi anh ơi, tại thấy vậy chứ em đau lắm. Đi hôm em ngủ Bình Dương không ai đường ai cũng quay hết. Hôm nay là con phải nghỉ học hả? Dạ. Nhưng mà sắp thi, đang thi mà. Dạ, bữa nay còn thi buổi cuối. Trời ơi, vậy là hôm nay con trai nhà mình nghỉ thi luôn, nghỉ thi đi tìm mẹ. Dạ. Trời. Dạ rồi, em chào anh trai nha. Dạ. Chú chào con trai nha. Dạ rồi anh trai, cho em xin phép được hỏi anh trai tên là gì? Nguyễn Văn Thồng. Anh đến từ đâu? Tây Ninh. Hôm nay anh cùng với lại con trai về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Vụ việc đi kiếm vợ. Đi tìm vợ ha. Dạ. Dạ rồi, vợ anh tên là gì? Nguyễn Thị Hoa Lệ, tuổi ngoài tự là Yến. Dạ, vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh trai? 37 tuổi. 37 tuổi đúng không ạ? Em mời anh chia sẻ chi tiết sự việc vợ anh bỏ đi như thế nào? Em mời anh. Dạ, ngay ngày mà em bị bắt xe ở phía sau thì về thì em không có tiền. Thì em nói thôi, giờ cho người ta bạc 250, để từ từ anh làm có tiền, thì có tiền ăn trở lại. Rồi bây giờ thôi em đừng có buồn đó, bây giờ em mua cái lũ lam 2.000 cạo đầu anh đi cho nhẹ. Rồi vợ anh mới đưa là 240.000 kêu lên trọn này, chứ vợ không có cạo đầu nói thôi mua cái lũ lam mới 2.000 đi còn 38 còn mua gạo cho cô ăn. Rồi bắt đầu thấy vợ đập tâm thức cũng đập canh, đập canh mấy bữa thì nói chung á anh đến vô nhà anh mượn tiền ta mà biết sao á. Rồi anh nghỉ vô 3 ngày gia đình em điện bắt máy, thì cái ngày cuối cùng em cũng có thức tới 3:20, vợ em ngồi dậy lục cái đồ cơm thì không có gì ăn, vợ mới chia ra trứng vịt ra trong rồi ăn ăn trong. Anh mới ăn ra không biết thuốc kêu thôi vô ngủ bà ơi, cái kêu thôi vô ngủ trước đi. Thì vô thì em còn mỏi mắt quá, em thấy vợ lục đục thì em tính không có cái chuyện gì xảy ra tại vợ chồng cũng hơi lộn. Thì đến tới 4:20 con thức dậy rồi, ba mẹ trong đầu đến mẹ coi điện thoại ngoài á, cái chạy vô là bà ơi mẹ đi mất rồi. Thì tá hỏa tâm tin ra đứng dậy chạy đi lục, thì dân ta thấy chở đi anh đó chở đi mà tưởng đâu là chở đi buôn bán rau bán cải này kia, người ta không có nói. Rồi tới đến cái em tìm cũng được rồi, giờ dân người ta nói. Đưa em lên tới trên nhà anh ổng hỏi nói thôi bây giờ anh em nếu mà con lỡ dắt vợ em đi thì chỉ cho em dắt về mình còn anh em nữa, còn nếu mà không chỉ cho em dắt về sau này em kiếm được thì anh ba sẽ biết em làm gì rồi đó. Còn bây giờ vợ em là em tha thứ hết,
Còn anh Nghĩa vô nhà em, ảnh không có một cái bộ đồ để bạn ăn cơm là vợ chồng em lo, thậm chí là ăn lắng tới đồ ăn em luôn. Em về phía về sớm ăn miếng muối cũng vẫn vui, mà con người của ảnh em không biết sao để mơ cho cả hạnh phúc gia đình người ta. Ảnh con người của ảnh chỗ để thì em mới biết. Em bây giờ nguyên cái công việc tên em, từ lớn tới nhỏ ai cũng nói, nếu mà thấy anh đó là có thể người ta quýnh chết chứ khỏi tới em luôn. Dạ. Quá tài. Anh trai bớt xúc động ha. Thì anh trai cho em xin phép được hỏi là ngày vợ anh bỏ đi là ngày nào? Ngày 16 tháng 16 tháng rồi. 16 tháng 4. Dạ. Ngày trên hay ngày dưới anh? Ngày tây ấy hả? Em có ngày lập của mình đó. Vậy anh tính từ thời điểm mà bỏ đi cho tới nay là được bao nhiêu ngày rồi anh biết không? 6 ngày. Được 6 ngày à? 6 ngày, hôm nay là ngày 11, tức là bỏ đi hôm ngày mùng 6 ạ. Không có, 16. 16 âm đúng không? 16 âm. Mà tính từ cái ngày mà bỏ đi cho tới nay là được 6 ngày đúng không ạ? 6 ngày, dạ. Dạ. Khi đi thì vợ anh có đem theo quần áo, phương tiện, tài sản gì không anh trai? Dạ, đem theo là cái giấy kết hôn, với giấy sanh con, với gồm hai cái dao nhỏ, một cái dao lớn. Dao ạ? Dạ. Đem dao làm gì? Em cũng không biết nữa, em lục là thấy là dao đó là nói chung là em để cũng như ai kêu mặn dê mặn bò này kia em làm mướn nó, mà cuối cùng là cầm đi hết. Với giấy kết hôn, giấy cây xanh được gặp em cũng không biết chữ, giờ lục vô cũng không biết mắc gì là gì, chỉ lục là nghe. Có đem theo xe cộ gì không? Dạ không, xe có chiếc bị bắt rồi. Dạ. Vậy là trước những cái ngày vợ anh bỏ đi thì vợ chồng anh có hạnh phúc không? Dạ rất hạnh phúc. Có cự lộn, gây lộn gì không? Dạ không. Và cái nguyên nhân chính là vợ anh bỏ đi là vì lý do gì? Dạ thì lý do chắc là em làm không ra tiền. Em cũng tính là vậy, em làm không ra tiền, em có đang nghĩ vợ. Dạ. Anh trai, hiện tại anh trai làm công việc gì? Nói chung là kêu anh làm gì anh làm đấy. Còn làm mình, làm hồ là không có làm. Mình làm mướn ha, ai thuê thì mình làm đấy ha. Dạ. Anh trai kết hôn lâu chưa? Kết hôn nay là 9 năm rồi. 9 năm rồi đúng không ạ? Dạ. Trước khi kết hôn mình có yêu không? Dạ có. Hay là làm mai làm mối? Có, hai đứa tự nguyện nhau luôn. Hai người cũng yêu thương nhau, tìm hiểu nhau rồi mới cưới đúng không ạ? Dạ. Hiện tại thì anh trai cùng với vợ của anh là có mấy người con rồi? Có một đứa. Có một bé đây ha. Dạ. Nhìn bé khóc nãy rồi rất là tội. Nín đi nha con nha. Như mẹ lắm thì bảo cha con cũng không khóc à. Con trai nín đi rồi để các chú tìm mẹ về cho con nha. Nhìn thấy tội quá. Như anh chia sẻ lúc nãy là có một người bạn của anh. Dạ. Tới nhà rất dạ. Thường xuyên và anh cũng kể nấu cơm nấu nước cho ăn rồi đúng không ạ? Dạ. Và anh nói là người bạn này dần vợ anh đi. Là đúng không ạ? Dạ. Anh có thể chia sẻ chi tiết cụ thể rõ ràng hơn được không? Người bạn này tên là gì? Nguyễn Trân Nghệ. Người bạn này là quê ở đâu? Người vợ của anh là quê ở Gò Công Tây. Không, người bạn á, cái bạn trai á, Gò Dầu, Tây Ninh. Là cái bạn trai mà dẫn vợ anh đi đó là ở Tây Ninh. Gò Dầu, Tây Ninh. Bạn đó là mối quan hệ với anh như thế nào? Là hồi đó theo chị anh. Sau này yêu chị. Dạ. Tức là bạn trai của chị gái rủ anh. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Rồi sao nữa anh trai? Rồi hai người không thành, bà già nhận làm con nuôi. Dạ. Rồi sau đó ông qua lại tính như anh em ruột, là lúc đó anh chưa có vợ. Dạ. Nói lâu chưa ạ? Lâu, nay 33 năm, wow. Biết anh 33 năm rồi. Dạ, dạ rồi em cứ chia sẻ tiếp đi. Rồi bắt đầu nhận ảnh con nuôi, chứ ảnh về trở nên có vợ vắng mười mấy năm, gần 20 năm. Đó, rồi sau này ảnh mới xuống anh chơi, rồi thôi giữa giường, giữa này giữa kia, anh vô nhà anh chơi thì nghĩ anh em cũng như gia đình, rồi giờ bà già nhận anh nuôi. Con nuôi cũng như là anh ruột của mình. Thì anh đi chơi sớm về tối, cơm nước này kia em cũng bày ăn, bà vợ em cũng bày ăn. Đó thì tắm rửa anh này kia thì cũng thoải mái, chứ không có gì hết. Rồi trong khi á, cái ngày đó em kêu anh đưa đi, đưa em lên trên bến cầu để em làm. Mỗi về anh cái anh nói để anh đưa anh trở về anh ngủ vợ anh. Dạ. Đó, trong khi anh đi trở anh làm có tiếng máy anh về là thấy quay về nhà là 1 giờ thấy nằm đó anh nghi rồi. Anh nghi rồi mà anh chỉ nhắc vợ anh, thôi bà ơi, bây giờ tôi cổ tôi có tiền mà tôi để ý bà rồi.
tánh ý bà khác nó nghe mà đừng có làm mặt tôi mặt ý tôi hai vợ chồng đang thương yêu, nếu mà bà có chơi chó gì chắc tôi giết mà chết. Cái người đàn ông này, cái người bạn của anh có thường xuyên tới lui nhà mình không? Dạ có. Tới nhà mình có ngủ lại qua đêm lần nào chưa? Có. Ăn cơm thường xuyên nhà mình không? Dạ có. Từ đâu mà anh biết được cái thông tin và anh khẳng định rằng cái người đàn ông này dẫn vợ nhà mình đi và có tình ý với vợ mình? Tại là vậy, em á, cái ngày mà ổng chỉ nghỉ vô là 3 ngày, thường thường là gia đình em điện lúc nào ổng cũng bắt máy hết đó, mà ngày đó là ổng không vô 3 ngày, là cái ngày vợ của em đi. Em có nhắn tin em chửi, điện trong vui không được, em nhắn tin em chửi. Chửi vợ? Chửi thằng đó à. Đụ mẹ mày, mày dắt vợ tao đi, mày ở đâu mày trả vợ tao về, nếu mà tao thấy tao đâm mày chết mẹ mày, mày sống con người mày tồi quá. Nó cũng không có trả lời. Cái kêu thằng nhỏ này nhắn vô ấy, nói mẹ ơi về với con đi, mẹ ơi đừng có ở chỗ nghĩa nữa, về với con đi. Nó cũng không trả lời. Cái sau này kêu lên nhà ba nó, kêu cháu nó điện, cháu nó nói là nó ở ra Đồng Nai ở rồi, mà lúc trước là nó nói cháu nó lại giữ giường ở Phước Thạnh, Gò Dầu. Nó được bắt đầu á, em mới kêu thôi đừng có bức dây động rừng để ảnh về đi, là kêu thứ tư gần qua là kêu anh về, mà cuối cùng điện anh không có bắt máy. Rồi em mới điện lại nói thôi giờ hỏi điều chỉ cái thằng cháu ông, em mới nói giờ cũng quên điều chỉ của bà ở Đồng Tháp. Cái Đồng Tháp giờ nghèo lên trên Đồng Nai làm, mà giờ em cũng không biết là cái nào. Giờ em từ ở trên Bình Thạnh Tà Cao đi vô. Anh trai cho em hỏi ha, trước giờ mình đã bắt gặp lần nào chưa? Dạ nói ngay là mà con bắt gặp chứ mình. Ai? đi làm ai bắt gặp con thấy trong chuồng gà. Con trai hả? Con trai thấy gì con trai? Mỗi lần đi về á là mẹ kêu con ngủ, có bữa con thấy mẹ với lại chú nói chuyện ở nhà mình hả? Dạ. Nói chuyện thì bình thường mà, hai người nói chuyện là không có cha ở nhà ha. Dạ. Hai người nói chuyện có làm gì nữa không con? Dạ không. Nhưng mà đi đâu về có ba thì mẹ không bao giờ ép con ngủ, mà có ba ở nhà thì mẹ không có ép. Mà không có ba nhà là có chú đó tới chơi là mẹ ép con ngủ. Ừ, mẹ kêu ngủ sớm mẹ không ngủ, tao dặm mẹ. Là cái lúc đó là buổi ban ngày hay ban tối? Dạ ban ngày, bữa tối. Ban ngày hả? Bữa tối. Bữa tối lúc đấy là khoảng mấy giờ con trai nhớ không? Dạ khoảng 10 giờ. 10 giờ đêm. 10 giờ đêm cái chú đấy cũng đến nhà mình. Dạ. Lúc đấy cha đi đâu? Dạ cha con đi làm hoặc là đi uống cà phê. Uống cà phê gì 10 giờ đêm? Của anh trai bé nói có đúng không ạ? Dạ đúng. Của cái hôm đấy là 10 giờ đêm thì anh đi đâu? Cái hôm đó vợ em bỏ đi làm ở nhà. Không, cái hôm mà bảo là bé đang nói bộ là mẹ ép bé ngủ 10 giờ đêm kìa. Không, 10 giờ đêm là lúc đó, để anh nói lúc đó anh đi làm suốt. Cứ 10 giờ đêm là giờ anh ghé cái bụng bình của dầu đi về mới về. À, mà lúc đó là cái người bạn, người đàn ông đấy tới nhà mình có alo, có điện thoại cho mình biết không? Không. Không à. Con có thường xuyên thấy chú nói chuyện với mẹ không? Dạ có. Con có chắc chắn không? Dạ chắc. Rồi những lần đấy thì mẹ nói con sao? Mẹ kêu là mày nằm xuống mày ngủ cho tao, không tao dặm mày á. Dặm mày luôn hả? Rồi con thấy nói chuyện lâu không? Dạ cũng lâu. Lâu ha, chú đâu có cầm tay mẹ con không? Dạ không. Con không thấy gì hết rồi con ngủ ha. Dạ. Con sợ mẹ đánh rồi con ngủ ha. Dạ. Thương quá. Tức là bản thân anh chỉ nghe con trai mình nói thôi đúng không ạ? Dạ. Chứ còn chưa chứng kiến, chưa bắt được nên mình đây mình chỉ nghi ngờ thôi chứ mình chưa thể khẳng định được đúng không ạ? Dạ. Anh còn yếu tố nào để anh khẳng định không? Nói chung yếu tố là khẳng định chồm sớm thấy hết. Chồm sớm. Ờ, dắt phi chở đi chồm sớm tới hết là tưởng là vợ. Khuya là như thế nào anh trai? Là dắt 4:20. 4 giờ sáng là cái ngày vợ anh bỏ đi. Dạ. Là cũng là cái 4 giờ sáng đấy là chồm sớm họ thấy. Dạ. Ở khu vực nhà anh có camera không? Dạ nó đi dưới đường ruộng, ta không có camera dưới đường ruộng, là cũng như cái nhà bên đây vậy, là cái chuông tới dưới khoảng 6 cái nhà, còn dưới là không có ai. Làng xóm nhiều người thấy không ạ? Dạ nhiều. Giờ đấy 4 giờ sáng và giờ đấy mình chưa ngủ à, mình có người thức cả anh? Dạ ở đó là 3 giờ có người đi uống cà phê, 2:30 người uống cà phê. Tức là những người dân lao động dạ.
Nói chung là anh cũng chỉ nghe nói thôi ha. Chứ mình chưa bắt được tận mắt. Đúng không ạ? Dạ. Cái người đàn ông mà thường xuyên tới nhà anh đó là độ tuổi khoảng bao nhiêu rồi anh? Gọi anh bằng anh hay là bằng em? 56 tuổi. Tức là gọi anh bằng em. Em. Em gọi người đấy bằng anh. Dạ. Rất là thân tình ha. Rất thân mật luôn. Và những lần mà anh vắng nhà là người đàn ông đó vẫn tới chơi. Ngày nào cũng tới hết. Ồ, ngày nào cũng tới nhà mình chơi. Dạ. Con trai nhà mình còn đi học không? Có. Đi học, bé đi học cả ngày hay như thế nào? Học buổi sáng, buổi chiều. Buổi sáng, buổi chiều ha. Dạ. Vậy là mỗi lần tới là không có anh ở nhà? Không. Anh đi làm. Dạ. Sao anh biết được là tới? Nói chung là em về nhà đó là lúc nào cũng thấy ảnh với bên cái nhà sát bên chánh luôn. Có cái hàng rào kẽm à. Đó, rồi mấy ông anh cứ vô chơi cũng thấy luôn rồi mà mấy ảnh nói vậy nữa. Tại sao á mày á để vậy, bây giờ mày đuổi cái thứ quỷ tôi đi, nói là anh Sáu ơi sao em thấy gì kỳ quá. Ủa sao kỳ, nếu em vừa xe em đi làm mà nó không đưa về trảnh ngủ cho vợ đó, mà em về tới nhà 12 mấy một giờ nó ngủ nằm giọng cái trước á, em thấy kỳ quá Sáu ơi. Thôi để cho em theo dõi rồi sao anh Sáu. Cái 5-6 ngày qua mình có liên lạc được với vợ anh không? Không. Không ha. Vợ cũng không liên lạc về nhà luôn ạ. Không. Trước giờ anh đã từng đánh vợ anh lần nào chưa? Có lần lâu lắm cũng bỏ nhà đi rước về tức quá quên. À, tức là lần đi này là lần thứ hai. Dạ. Trước đi vì lý do gì anh trai? Nói chung là trước đi là em ham chơi quá. Là do anh đúng không ạ? Ờ, rồi bắt đầu lên nhà em nó ngỡ. Anh đi tìm tới cho anh bắt về. Nhưng mà lỗi của mình sao lúc bắt về lại đánh vợ? Là hỏi nó vậy. Tại sao đi á, không nói, còn hả giận gì nói. Cái nó đi á, đem giấy tờ này kia đi hết. Rồi điện cũng không bắt máy, về tức quá có tán vào một tay. Nói đi lần này rồi bỏ, bà đi tới trển bà làm được gì. Lần em vợ mới nói thôi, giờ chị ba buồn để chị ba ở vài ngày. Đó, anh mới trả lời, nếu mà mày để chị ba mày ở đây vài ngày thì mày phải bằng cái giấy mày ký tên cho tao. Chị ba mày mất là mày phải chuyển cho em. Đó, để giờ chị ba mày đang buồn thì rước về hai chồng sống tới ngày hôm nay không biết mất lòng, không biết chữ lộn là gì. Trước những cái ngày mà vợ anh bỏ đi ấy, thì anh có thấy dấu hiệu của vợ anh có khác lạ gì không? Khác. Khác là khác như thế nào? Là thường thường á, anh đi làm về đêm là lúc nào vợ anh ngủ anh hung cũng im ru. Còn mấy cái lần sau này á, về mỗi lần hung đạp ra. Hôn là đạp ra ha. À, hung là đạp ra hay là nắm tay gì tới là nó dung ra thì mình. Nhưng mà bản thân anh có làm điều gì cho vợ anh buồn không? Không, không có gì hết. Anh còn ăn chơi gì không? Nói chung là giờ không có ăn chơi mà giờ mắc nợ, có mắc nợ. Trước kia là anh ăn chơi cái gì? Trước kia là nói chung á, em làm là lên được sự nghiệp. Cái sau này em mới xây qua cái vấn đề là đó nợ. Đề ha, lô đề ha. Dạ. Hiện tại đây con số anh nợ là bao nhiêu? À, bây giờ bán cái đất trả ta cũng hết. Giờ còn thiếu lại chắc cỡ 300 mấy tiền đóng nữa không? Cái nợ đó là nợ vì lý do gì anh trai? Đó là ba cái tiền đề với vợ chồng bán rau rồi lỗ, thu lỗ nữa. Mới đây hay là lâu rồi ạ? Lâu rồi. Lâu rồi ha. Dạ. Và những ngày gần đây thì vợ có cho anh gần gũi không? Dạ có. Vẫn gần gũi bình thường ha? Dạ. Tức là ngoài cái dấu hiệu anh vừa chia sẻ còn dấu hiệu gì khác là ông thấy vợ ở nhà có nhắn tin bấm điện thoại gì không? Nhắn tin bấm điện thoại là em không thấy, là tại vì vợ xài cái, em xài cái. Điều đầu cái của em sau này mới rớt. Thấy vợ có trừng diện không? Dạ có. Có à. Mua đồ trên mạng, trên đồ. Chỉ mua kem này kia trước thì em tính là tiền của em cho thôi. Dạ. Thường thường là anh đi làm và vợ anh ở nhà làm công việc gì? Dạ nuôi gà mướn cho ta. Nuôi gà mướn, dọn dẹp, gọi là nội trợ ha. Dạ. Cơm nước này kia đúng không ạ? Dạ. Còn con trai của anh là tự đi học được chưa hay là phải đưa đi? Tự đi học. Bé hôm nay học lớp mấy rồi anh trai? Nó học lớp 4 rồi. Học lớp 4 ha. Dạ. Nhà có một bé một ha. Dạ. Mà anh trai em bảo này thì tất cả mọi chuyện anh phải tìm họ kỹ lý do rồi mình mới xác minh được nha. Mình chưa thể khẳng định và mình chưa thể chắc chắn được rằng là vợ anh đi theo người ta và người ta dẫn vợ anh đi ha. Mình phải có một cái bằng chứng cụ thể đã. Và mình không đừng có nhắn tin mình hăm dọa người ta nha. Tất cả mọi việc đều có cách để giải quyết.
chuyện đâu còn có đó nên mình đừng có nóng nha. Dạ. Đừng có nóng vội, bình tĩnh lại nha. Dạ. Mình phải biết bình tĩnh lại, đừng để mọi chuyện nó không xứng đáng để rồi mà gây ra một cái hậu quả quá lớn nha. Dạ, tại thương vợ quá chứ. Em hiểu, nhưng mà mình phải nghĩ con. Dạ, mình phải nghĩ tới con trai của mình. Dạ. Nên mình đừng có nóng vội quá để rồi mình làm những cái chuyện nó không hay để rồi gây ra một cái hậu quả nha. Dạ, bây giờ em chỉ muốn xuống đây nhờ anh em giúp là tìm vợ em về cho có sống có cha có mẹ, đang nuôi con nuôi cái, giờ con đang bệnh. Bản thân anh lúc này anh nhớ vợ không? Dạ có. 5-6 ngày trời qua vợ anh bỏ đi rồi anh như thế nào? Dạ bất ai bất ngủ à, cho cô ôm khóc không đi về đường không đi người điên. Rất thương. Rồi mấy ngày tháng đấy, mấy ngày trời đấy là anh chăm cho con ăn rồi cho con đi học đúng không ạ? Dạ, nói chung là em tính nghĩ cho con em học luôn, là đi chính mẹ đó. Thôi đừng nha, đừng. Anh vẫn cứ cho cháu nó đi học bình thường, lo cho cháu nó ăn uống đầy đủ, cho cháu đi học bình thường. Mẹ của bé thì từ từ sẽ về. Hôm nay anh đã về đây nhờ anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ rồi thì anh cứ yên tâm đi nha. Dạ. Cứ cho con mình đi học. Đừng dạ. bắt nghỉ vì một cái lý do không xứng đáng. Dạ. Nha. Người lớn mà chuyện người lớn mình đừng làm ảnh hưởng tới trẻ con nha. Dạ. Đừng làm ảnh hưởng tới tương lai của bé. Dạ. Thì anh có điều gì anh muốn nhắn gửi tới vợ anh không? Anh nói đi. Em ơi, nếu mà em nghĩ tình hay cho con anh thì em về sống với anh đi. Bây giờ em đi theo cái người đó, ta cũng có nhà có cửa đâu. Còn hai chồng mình đều ấp tay gối 15 năm rồi em. Anh về đi, mọi điều kiện người ta thứ hết. Còn em không có anh về thì anh thấy nữa thì anh không biết tính sao với em ơi. Về em quanh về đi. Anh hứa với cộng đồng mạng không bao giờ mà để cho em chay chát một bọt tay nữa. Đều bỏ tất cả em về gói bao nhiêu cái em tới thiệt tình với anh. Cũng như hồi đó vậy thôi. Bây giờ con có anh chịu không đâu. Chiều kia, chiều điểm anh suy nghĩ muốn không con dạy với cầu à cho con luôn. Em bây giờ đâu thì em về sống với con đi. Kêu mẹ về con. Đi về với con đi, con bỏ con mẹ ơi. Con nhớ mẹ lắm. Anh có điều nào muốn gửi, nếu thật sự vợ anh đi theo cái người đàn ông đấy thì anh có điều nào anh muốn gửi tới người đàn ông đấy không? Dạ bây giờ anh Nghĩa ơi, em cũng nói với anh dày cái tình nghĩa của anh em mình. Từ cái ngày anh vô cho em lại biết ngày 33 năm rồi. Em nghĩ anh như là anh ruột, chứ em không nghĩ gì ngoài đàn ở. Nếu mà em nghĩ ngoài đàn là anh không được gia đình chỗ em đâu. Anh không được ăn cơm bên nước mà tự tiện đi vô ra đâu. Thì anh Nghĩa ơi, nếu mà anh còn cái linh tính với con người thì anh hãy bu ta cho vợ cô em về nhà nuôi cô em sau này anh em còn tình nghĩa nữa. Còn nếu mà anh cố chấp thì em nói với anh cố chấp nhà em ra nhà anh có 3-4 cái số mà. Thì anh em mình sau này gặp là nó hơi có khác anh Nghĩa ơi. Đó em nói là câu chuyện thật. Còn bây giờ em tán cộng đồng mạng đây thì em nói với anh, anh dù không dắt về anh chỉ em tới đôi nước cũng được nữa. Chứ ai cũng không cần anh dắt về tới nhà là về chỉ cho em hay là chỉ cho anh em tới đó. Cho vợ em về nhà đúng con em bệnh gần chết rồi anh ơi. Tại thấy vậy chứ. Em đau lắm đi mơ em ngủ á, Bình Dương không ai đường ai cũng quay hết á. Nếu thật sự vợ anh theo người đàn ông này và không muốn quay về nữa thì anh sẽ như thế nào? Nếu mà không muốn quay về thì bây giờ á, em về tới nhà nói chuyện đâu đó cho nó rõ đi. Đã nếu mà em á, cái đúng ruột của em cắt bỏ là anh không còn nghĩ gọi em là gì nữa hết. Đó, tại vì ruột em mà em dám cắt bỏ anh là cái thứ gì. Thì em phải nên suy nghĩ đi, vợ chồng đã ấp tay gối rồi. Đã 15 năm rồi, không có gì mà bằng cái vợ chồng mình hết á. Dù đắng, dù cay, dù cục muối, một miếng muối anh ấy. Vợ chồng cũng chung thủy, giờ em đi theo ta, thí dụ người ta có tiền 50 triệu, 20 triệu, ta muốn ăn em hay là ta muốn cái chuyện quan hệ tình dục với em xong người ta bỏ em thì cái cuộc sống em ra sao? Không lẽ em vô cái con đường em đi bán quán, bán này bán kia.
Nếu như vợ anh sau khi mà đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên thì vợ anh sẽ liên hệ với đội sĩ Nguyễn Thanh Hải và nói rằng lý do vợ anh bỏ đi là do anh đánh và chửi vợ, thì anh sẽ ra sao? Rồi anh hứa gì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải, nếu mà nói anh đánh với vợ thì anh sẵn sàng cho số điện thoại nguyên số anh luôn hỏi à. Từ cái ngày đó tới giờ anh sống sao đó. Tới giờ phút này anh thương vợ, tình cảm của anh dành còn trọn vẹn như lúc ban đầu không? Ý như ban đầu, nếu mà không thương vợ, không ngầu để lên bà góc về mà không phải đi kiếm để ra cô nói vậy. Và bản thân anh nếu mà biết rõ rằng là cái sự thật, cái người mà anh cũng gọi là anh em, người dạ. anh ruột của anh dạ. đã sự thật, nếu mà sự thật như anh chia sẻ dạ. là dẫn vợ của anh đi dạ. thì anh có tha thứ không? Tha, nếu mà chỉ cho em à là chỉ cho em chỉ đậu bên đấy đem về nhà anh chẳng nhà ra thứ, anh em là anh em không bao giờ chức mẻ. Anh có tha thứ cho vợ anh không? Tha, nếu mà tha thứ người ta được làm gì vợ mình không tha thứ, tức là sẵn sàng tha thứ đúng không ạ? Dạ, sẵn sàng đón chào vợ về dạ. cùng với anh để mà xây dựng hạnh phúc và chăm lo cho con đúng không ạ? Dạ. Còn nếu như câu trả lời của vợ anh là vợ anh vẫn quay về nhưng nói là hết tình cảm với anh rồi thì anh sẽ như thế nào? Nếu mà anh có chuẩn bị được cái tâm lý đó chưa? Vợ anh mà nói câu hết tình cảm với anh thì anh cũng nói một câu thì kêu con anh đứng ra bây giờ hả, mẹ hết tình cảm với ba thì thôi con bây giờ theo mẹ theo ba đó, thì là cái giấy ly hôn đó thì làm giấy cắt ra đi được hả, đi đi cái đó là tự, tức là anh vẫn chấp nhận đúng không ạ? Dạ, anh vẫn chấp nhận và vẫn tôn trọng ý kiến của vợ. Dạ. Nhưng bản thân anh vẫn không mong muốn con mình mất đi một người cha hoặc một người mẹ. Dạ. Bản thân anh hiện tại ngay lúc này đang là gà trống nuôi con. Dạ. Đúng không ạ? Anh vẫn mong muốn làm sao cho con mình có cả cha cả mẹ. Dạ. Muốn được như bao đứa trẻ khác có đầy đủ tình thương trong gia đình. Đúng không ạ? Dạ. Và rồi 5-6 ngày qua thì như anh chia sẻ thì hai cha con đã khóc rất là nhiều. Dạ. Rất thương. Cứ chiều hôm nay cái bà là con với mẹ rồi chồng với vợ ra cho cô gầu góc không ai biết à. Còn bằng đêm đi kêu gào trên đường chồng chớp ta nói đừng buồn nữa cô ơi, vô nghỉ đi gầu tới 4-5 giờ sáng không. Con trai khóc tội quá. Anh trai cho em xin phép được chuyện trò với con trai nhà mình dạ, ha dạ. Con trai ơi đừng xúc động nha, thương quá. Nhớ mẹ hả? Rồi các chú sẽ tìm mẹ cho con nha. Đừng khóc nữa nha. Con trai cho chú hỏi con trai tên gì? Dạ con tên là Nguyễn Khánh Nhi. Nguyễn Khánh Nhi ha. Con trai mấy tuổi rồi? Dạ con là 13 tuổi. 13 tuổi, con đang học lớp mấy? Lớp 4. Lớp 4 ha. Thì con biết cái sự việc mẹ con bỏ đi rồi đúng không? Dạ. Thì thường thường mẹ con ở nhà, mẹ con có thương con không? Dạ có. Con có thương mẹ không? Dạ có. Rất thương. Con có thấy mẹ có gì đó khác khác không? Dạ có. Con nói đi. Là mẹ có tính với ba hơn. Mẹ sao? Mỗi lần mẹ ba lần hôn mẹ thì mẹ cho hôn. Bên đây ba hôn là mẹ chửi ba rồi giảm ba. À tức là mẹ chửi ba luôn hả? Dạ. Con thấy luôn hả? Dạ. Ủa sao cái chuyện người lớn sao mình cứ để cho trẻ thấy những cái cảnh đấy? Phải, tại vì giỡn á, cái ôm ôm cái chửi. Chửi là trước mặt con luôn hả? Dạ. Trời ơi. Trước như trưa đi làm rồi giờ mà cái vợ đi ngang cái nói bà cho tôi không miếng vậy á, cái ôm ôm cái vợ chửi đứng nghe. Tội ha. Con rồi con có thấy mẹ như thế nào này không? Con có thấy cái chú gì tới nhà mình chơi không? Dạ có. Con có nói thật không? Dạ có. Con thấy nhiều lần chưa? Dạ nhiều. Mỗi lần tới chơi chú ấy có mua quà gì không? Dạ có. Chú mua cho con hay mua cho ai? Dạ chú có mua cho con. Có mua cho mẹ quà gì không? Dạ không. Mua cho con ha. Dạ. Con có thích chú đấy không? Dạ không. Không, tại vì sao? Chú đấy. Tại vì chú nó giận mẹ con đi đấy, con bị mất mẹ. Trời ơi, đứt ruột thật. Tức là chú ấy là người xấu ha, yeah. Không phải người tốt ha. Con có điều gì con nó muốn nói với mẹ không? Mẹ về mẹ, mẹ đừng có bỏ con, con nhớ mẹ lắm. Mẹ về với con với bà đi,
Trước giờ con có thấy ba quấn mẹ lần nào chưa? Dạ không. Có thấy ba chửi mẹ không? Dạ không. Con có thấy mẹ chửi ba không? Dạ có. Ồ, rất là mẹ thường xuyên chửi ba. Con thấy nhiều lần mẹ chửi ba chưa? Dạ cũng 5-6 lần. Con chửi thề không? Dạ, có lúc thì có lúc thì không. Không à, con thương mẹ hay thương ba? Dạ con thương cả hai. Cả hai đúng không? Con không muốn mất mẹ hay mất ba đúng không ạ? Dạ. Con bây giờ rất là nhớ mẹ. Mấy ngày qua con khóc nhiều lắm đúng không? Dạ. Chú nhìn con, chú thương con lắm. Hôm nay là con phải nghỉ học hả? Dạ. Nhưng mà sắp thi, đang thi mà. Dạ, bữa nay còn thi buổi cuối. Trời ơi. Vậy là hôm nay con trai nhà mình nghỉ thi luôn. Nghỉ thi đi tìm mẹ. Dạ. Trời. Sao lại thế? Tại vì nó nhớ mẹ quá, nó giờ bỏ nhà để đi kiếm. Trời mẹ nó mới không đi kiếm cũng được. Sao mình không để cho con thi xong đi rồi mai mốt thi xong đi rồi mình đi tìm. Trời ơi. Tại vì nhớ quá chịu hết rồi. Nghỉ thi đi rồi là bé làm sao bé lên lớp được đây? Thì thầy chú kêu thầy kia nữa, thầy ơi để cho con đi tìm mẹ con này kia, chứ bây giờ mình ba con người đi lớn, tìm mẹ con không về. Người lớn làm tội trẻ con. Sợ là mình đi tìm như vậy là làm ảnh hưởng tới con nhà mình rồi. Con nhà mình đây là đang trong những cái ngày thi. Dạ. Rồi em nói, anh nói thiệt với em, cái ngày vợ anh đi, anh nói là gia đình không có tiền nè. Có 120 ngàn, bỏ là 10 ngàn. Mà con nó biết đang chốt, mà con đang bị đứng ra bệnh về, đứng dậy dở cho cộng đồng coi. Rồi, rồi được rồi, con trai có ngồi xuống tí là chú coi nhá. Bệnh đi ra lẻo này kia, vợ cũng thừa biết mà con chốt bỏ đi đành đạn vậy. Ôi ôi. Vậy là ngày hôm nay là ngày thi cuối cùng của bé học lớp 4. Dạ. Và cuối cùng thì bé cũng phải bỏ thi, bỏ học để cùng với lại cha mà đi tìm mẹ. Dạ. Rất tiếc, thật sự đây là một câu chuyện rất là tiếc. Nếu em là anh, hôm nay em sẽ con cho con nhà mình đi thi đầy đủ. Tìm vợ ngày mai ngày mốt tìm, mãi mãi về sau mình tìm được. Còn riêng cái giờ phút quan trọng về vấn đề học hành thi cử của con thì hôm nay em sẽ cho con đi đi thi đi học chứ. Dạ, tại vì con nói vậy, nói ba đi tìm mẹ mà không cho con đi, con giờ đi kiếm mẹ bao giờ không có kiếm được đâu, nói vậy á cũng sợ, cứ chở cho con đi, đi rồi đi vô chú ở dưới này cũng đâu có chỗ ngủ. Con trai ơi, con trai cứ yên tâm đừng khóc nữa nha, các chú sẽ tìm mẹ về cho con nha. Con rất là nhớ mẹ. Chú biết rồi, ngoan nha. Chú biết là con nhớ mẹ rồi nha. Con thương mẹ nhiều đúng không? Yeah. Thì con cứ ngoan đi, giờ các chú kiếm mẹ về cho con nha. Yeah. Nha, về cố gắng học hành nha. Ăn uống nhiều vào nha. Thì anh còn điều gì anh muốn chia sẻ nữa không? Dạ thì giờ thứ nhất chú em nhờ cái đầu hiệp sĩ của anh Minh Hải. Thì giờ thứ nhất em Thanh Hải. Minh Hải thì em cảm ơn đầu hiệp sĩ của anh Minh Hải tích cực ngày đêm kiếm giùm vợ em giùm về cho có cha có mẹ đã gai người chung sống nhau cho con á. Bản thân anh thì luôn mong muốn rằng vợ mình sẽ quay trở về, cho dù nếu như vợ của anh có lỡ say nắng say mưa và lỡ theo người ta thì quay về anh vẫn sẵn sàng tha thứ đúng không? Dạ, dạ, dạ. Bởi vì bản thân anh là mong muốn rằng là con của mình có cả cha và mẹ, không dạ. Muốn cái gia đình này bị tan vỡ. Dạ dạ. Đúng không ạ? Và qua qua cái câu chuyện này thì anh muốn gửi lời gì về tất cả các mối quan hệ bạn bè thân thiết khi về dẫn về nhà và để ra để rồi cái cớ sự như cái câu chuyện của anh không? Anh muốn cảnh giác tới tất cả các anh chị khác không, cô chú khác không, trên dạ. Cộng đồng mạng không? Dạ bây giờ em xin nói với cộng đồng mạng, với các anh em và cô chú, chú bác. Dạ vậy cô đừng nên tin cậy những người ngoài nữa. Bây giờ em tin cậy rồi, vợ em cũng đã mất rồi. Thì giờ á em á cũng nói với cộng đồng mạng, với anh em đừng có chơi với bạn bè mà tin cậy quá. Mình tin cậy quá thành ra con người mình ngu người ta. Bây giờ thôi em tới đây. Em nhờ đạo hiệp sĩ của anh Minh Hải, Thanh Hải, Thanh Hải, Nguyễn Thanh Hải kiếm vợ em về đặng cho vợ chồng em sống có cha và có mẹ. Với giờ gia đình em á, con em cũng đang bệnh, cũng mong vợ em yeah. Nghe cái này thấu hiểu, đặng về sống với chồng với con em ơi yeah. Mọi điều kiện anh ta thứ hết yeah.
Dạ thưa quý cô chú anh chị, nếu quý cô chú anh chị có thấy chị gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khuyên chị về sớm về với chồng với con để mà đoàn tụ cùng với gia đình. Thì em hy vọng rằng và cái video clip này khi mà đăng tải lên trên khắp các trang mạng xã hội, rất mong tất cả quý cô chú anh chị hãy cùng chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho chị sớm quay trở về nhà để mà chăm sóc con cái cũng như đoàn tụ cùng với chồng. Thì toàn bộ câu chuyện quý cô chú anh chị cũng đã thấy rằng bé rất là thương, khóc từ đầu tới cuối, cũng như là anh đây là chồng đây đã rơi những giọt nước mắt. Thật sự thì một câu chuyện rất là xúc động. Và cái điều đáng tiếc nhất trong câu chuyện này đó là hôm nay bé phải bỏ thi để mà đi tìm mẹ, bởi vì bé rất nhớ mẹ. Nhìn thấy bé khóc từ đầu tới đuôi thật sự rất là thương. Thì anh trai còn điều gì muốn chia sẻ nữa không ha? Thì tôi là anh cũng muốn nói gì hơn thì chứ anh cảm ơn tất cả lắm. Sao nữa anh về nhà ráng cố gắng để chờ vợ về để đồ tủ hai vợ chồng làm ăn nuôi con giờ bệnh em ơi, con bệnh dữ lắm. Em về anh mới có chạy ra tiền ra bạc đặng ra nuôi con, giờ vậy rồi sao anh nuôi con được. Dạ chị gái nếu có xem được cái video này, có thấy chồng của chị khóc và đặc biệt là con trai của chị khóc rất là nhiều. Con trai của chị hôm nay cũng đã phải bỏ thi để mà đi tìm kiếm mẹ hoặc là tìm kiếm chị. Thì em hy vọng rằng chị đang ở đâu đó, ở phương trời nào đó, thì chị hãy nhanh chóng liên lạc về với chồng với con, hoặc là ngay lập tức quay trở về nhà để mà đoàn tụ cùng với chồng với con. Thì chồng của chị cũng đã chia sẻ sẽ sẵn sàng tha thứ hết tất cả nếu như chị có lỗi lầm gì đó, hoặc là chị có một cái khúc mắc, có một cái vướng mắc. Nếu như chồng của chị bỏ đi vì chồng của chị đánh đập hay là la dày, hoặc có một cái lý do gì đó mà chị không thể ở được mà đi, thì chị cũng hãy nhanh chóng quay trở về nhà để mà tâm sự với chồng. Có điều gì đó ai sai thì sẽ sửa, tất cả là vì con. Em hy vọng rằng chị nhanh chóng quay trở về nhà để mà chăm sóc cho con, đặc biệt là con trai của mình. Bản thân chị là mẹ thì chị cũng chắc chắn rằng là chị cũng không mong muốn con trai của mình, con của mình vắng đi một người cha hoặc một người mẹ. Muốn con của mình sống trong một cái môi trường hạnh phúc, có đầy đủ cha và mẹ. Dạ em có nhiều đó lời em muốn gửi tới chị thôi. Thì em hy vọng 1-2 ngày tới chị hãy nhanh chóng thu xếp để mà quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại chồng để mà chăm sóc cho con, cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Anh trai, thì toàn bộ câu chuyện anh vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng. Nếu có gì sai trái? Nếu mà có gì sai trái em hoàn toàn chịu trách nhiệm với cộng đồng đó. Chỉ có cái chịu là trách nhiệm trước pháp luật, đúng không ạ? Dạ có cái là dài em, anh nói với em đó, chỉ có cái là mắc nợ vợ nghỉ quẩn đi theo ta thôi. Dạ nói vậy thôi. Dạ và anh có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này, video clip này lên trên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ đồng ý. Nếu có gì sai trái anh là người chịu trách nhiệm. Dạ trước pháp luật. Và cái video này sẽ truyền tải khắp trên các trang mạng xã hội, sẽ không bao giờ gỡ xuống, anh có đồng ý không? Đồng ý. Anh đồng ý ha. Dạ. Bởi vì khi anh về đây nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ là hoàn toàn miễn phí. Dạ. Không có lấy tiền lấy bạc gì anh ha. Dạ. Cho tới vợ anh về cũng vậy ha. Dạ. Thì em thay mặt đội sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc anh, chúc con trai sớm nhận được tin vui, đó là vợ anh quay trở về và mẹ của con sẽ quay trở về với con ha. Dạ. Con đừng khóc nhiều nha, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Hôm nay con bỏ thi để mà đi tìm mẹ, thật sự chú rất là buồn. Không riêng bản thân chú mà kể cả chú Tuấn ngồi đây với chú cũng vậy. Và tất cả cô chú, anh chị, cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước rất là buồn và rất thương con. Bởi vì hôm nay đúng ra con giờ phút này, giây phút này con đang ngồi trên ghế nhà trường, con đang làm bài thi như các bạn khác. Bởi vì đó là quyết định cái tương lai sau này của con. Mà hôm nay con phải nghỉ vì bởi vì con rất nhớ mẹ, đi tìm mẹ. Thật sự chú rất lấy làm tiếc và rất thương con vô cùng. Thì thôi con trai cố gắng nha. Thì anh sau khi về thì anh hãy liên hệ trực tiếp với nhà trường để mà anh nói chuyện rõ ràng ha. Để xem vấn đề thi cử của bé như thế nào. Chỉ có vợ anh đang cùng trí là mắc nợ. Anh nói đi ạ.
bỏ nha. Thôi thì trong cái giờ, trong cái những cái ngày này không có vợ nhà thì anh là gà trống nuôi con. Em hy vọng rằng anh hãy bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho con anh. Con là quan trọng. Nha. Hiện tại bây giờ con là quan trọng nhất nha. Thôi thì cố gắng nha, hai cha con cố gắng nha. Em xin phép chào tất cả quý cô chú anh chị. Em cũng chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước rất là nhiều. Em hy vọng rằng cái video này cô chú anh chị hãy chia sẻ mạnh mẽ, chia sẻ tất cả các kênh của anh em đội FC Nguyễn Thanh Hải Bình Dương. Và em thay mặt đội FC Nguyễn Thanh Hải Bình Dương xin chân thành chào cô chú anh chị và xin cảm ơn. Hẹn tất cả quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Rồi chào hai cha con nha. Yeah.